Một bé gái Việt Nam ngày 26 tháng 10 viết thư gửi đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump nhờ lên tiếng can thiệp để mẹ của em được chính quyền Việt Nam trả tự do. Em Nguyễn Bảo Nguyên, còn gọi là Nấm, 11 tuổi, là con gái của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, viết thư cho đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ nói rằng xin bà giúp mẹ con trở về với chúng con. Tháng 3 năm nay, đệ nhất phu nhân Mỹ đã vinh danh và trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế cho Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, người vận động cho nhân quyền và môi trường, bị Việt Nam kết án 10 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Con muốn được gặp mẹ Melania Trump, nhưng mà con nghĩ là không được để con nói với mẹ về con rất là yêu, rất là nhớ mẹ, để Melania có thể giúp mẹ trở về với con. Bức thư viết tay của em Bảo Nguyên có đoạn: con có đọc trên mạng và biết gia đình bà sẽ tới thăm Việt Nam dự hội nghị APEC. Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật con và em con mà không có mẹ bên cạnh. Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và chính bà cũng đã trao giải thưởng phụ nữ can đảm cho mẹ con. Con gái của nữ blogger đang bị giam cầm tại nhà tù Khánh Hòa nói đây là bức thư thứ tư em gửi cho phu nhân Tổng thống Mỹ. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân sẽ dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng ngày 10 tháng 11, thăm chính thức Hà Nội ngày 11 tháng 11.